Đây là chương trình tin tức cập nhật thời sự và thiên sự diễn ra khắp nơi trên thế giới, phát sóng từ Thiên Kinh núi Bồng Lai Tiên Cảnh, tức núi Dinh, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, trung tâm phát điện quang ánh sáng của Càn Khôn Vũ Trụ từ Cha Trời Kiều Nguyên Tá. Cùng quý chư thiên vị và quý khán thính giả đón xem bản tin ngày 13 tháng 12 năm 2021 của kênh Kiều Nguyên Thánh Đức. Kính chúc quý vị một ngày vạn an và như ý. Bản tin ngày hôm nay, Thánh Thi Thanh sẽ diễn đọc lại với các nội dung chi tiết như sau. Cơn lốc xoáy ập vào Hoa Kỳ. Vào đêm ngày 10 tháng 12 năm 2021, một cơn lốc xoáy kinh hoàng ập vào miền Nam và miền Tây Hoa Kỳ nước Mỹ. Cơn lốc xoáy ở trên mặt đất trong thời gian 90 phút với sức gió vượt trên 455 km trên một giờ. Hơn 100 người đang làm việc trong một ngôi nhà máy ở Mayfield đã phải sơ tán. Và ngoài ra, cơn lốc xoáy còn phá hủy hoàn toàn 12 ngôi nhà, rất nhiều chiếc xe bị móp đến mức khó nhận ra. Hơn 300.000 người đang phải sống trong cảnh không có điện. Trận lốc xoáy này đã gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề trên diện rộng ở nhiều khu vực. Hỏa hoạn ở Nhật Bản. Rạng sáng ngày 12 tháng 11, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một ngôi nhà gỗ 2 tầng ở Nhật Bản. Vụ cháy đã làm thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà. Đám cháy được dập tắt khoảng 2 giờ sau đó. Rất may không có người tử vong. Chỉ có 2 thành viên trong ngôi nhà bị thương nhẹ và bỏng ở cổ họng và bị bầm tím. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Lũ lụt ở Pháp. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, mưa lớn đã gây ngập lụt tại vùng Tây Nam nước Pháp, đã làm nước sông dâng cao và tràn vào làm ngập nhiều khu vực, làm hàng chục người phải sơ tán. Cháy rừng ở Chile. Một đám cháy rừng đã bùng phát trên hòn đảo du lịch ở miền Nam Chile. Theo ghi nhận, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà, ngọn lửa đã được dập tắt trong một đêm. Nhưng nhiều khu vực nhỏ vẫn còn lửa cháy âm ỉ. Sau đây là những hình ảnh vụ cháy rừng kinh hoàng ở Chile.
bão cát ở Ai Cập. Gần đây, bão cát đã đổ bộ vào các khu vực ở Ai Cập và một đám mây bụi màu xám che khuất bầu trời ở Ai Cập. Theo ghi nhận, tốc độ đạt 50 và 65 km một giờ. Trận lở đất ở Ecuador. Vào ngày 11 tháng 12, Ecuador đã xảy ra một trận lở đất kinh hoàng khiến một đoạn đường trên đèo bị mất hoàn toàn. Lũ lụt lớn ở Tây Ban Nha. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, mưa lớn liên tục, nước lũ dâng cao đã làm nhiều khu vực ngập gần đến đầu xe, nhiều đoạn đường giao thông bị chia cắt. Bão tuyết chôn vùi châu Âu. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh bão tuyết khủng khiếp ập đến các nước châu Âu như Đức, Pháp và Thụy Sĩ.
cảm ơn quý chư thiên vị và quý khán thính giả đã đón xem chương trình tin tức hôm nay. Quý vị hãy ấn like và đăng ký kênh để cập nhật liên tục bản tin thời sự của chúng tôi, để kênh của Nghiên Thánh Đức được lan tỏa đến muôn người. Chúc quý vị một ngày vạn an và như ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.